Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương Phú Thọ cho biết, các bác sĩ tại đơn vị này vừa cấp cứu thành công nam bệnh nhân 51 tuổi sốc mất máu do giãn vỡ tính mạch thực quản. Bệnh nhân nam 51 tuổi nhập viện trong tình trạng đau tức bụng âm ỉ, người mệt nhiều, nôn ra máu hai lần. Theo lời kể của bệnh nhân, trước ngày vào viện một hôm, ông xuất hiện đau tức bụng âm ỉ thượng vị, kèm đi ngoài phân đen nhiều lần, người mệt nhiều, kèm khó thở. Bệnh nhân có tiền sử sơ gan đã điều trị nhiều đợt. Sau một ngày theo dõi tại nhà, Thấy người bệnh mệt hơn nên gia đình đã gọi trung tâm cấp cứu 115 Hùng Vương để đón bệnh nhân về bệnh viện để thăm khám và điều trị. Tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, các bác sĩ đã nhanh chóng thực hiện các cận lâm sàng cần thiết. Kết quả nội soi tiêu hóa cho thấy sẵn vỡ tĩnh mạch thực quản độ 3. Các bác sĩ tại trung tâm tiêu hóa đã tiến hành can thiệp cấp cứu cầm máu bằng kẹp clip thành công, sau đó tiến hành truyền máu và các chế phẩm máu. Sau đó hội trần đưa ra các chẩn đoán sốc mất máu, xuất huyết tiêu hóa do vỡ tĩnh mạch thực quản, sơ gan. Sau 10 ngày điều trị theo phác đồ và theo dõi sát tại khoa hồi sức cấp cứu, hiện tại tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và được ra viện. Xuất huyết tiêu hóa do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản chiếm khoảng 70% xuất huyết tiêu hóa trên bệnh nhân sơ gan. Tỷ lệ tái phát cao 80% trên một năm nếu không dự phòng. Ở các nước phát triển, Phương tiện hồi sức tốt, tử vong do sốt huyết vỡ giãn tĩnh mạch thực quản là 30-35%, đến khoảng 60-70% sống sót sẽ dễ bị tái phát. Giãn tĩnh mạch thực quản thường gặp ở các trường hợp sau, giãn tĩnh mạch thực quản ở bệnh nhân sơ gan, giãn tĩnh mạch thực quản ở bệnh nhân ung thư gan trên nền sơ gan, suy tế bào gan, rối loạn nghiêm trọng chức năng đông máu. Hiếm gặp của giãn tĩnh mạch thực quản có thể bao gồm hội chứng búp chiari và bệnh sán máng. Hội chứng búp chiari khiến các tĩnh mạch trong gan bị tắc nghẽn một phần, mang có thể xâm nhập vào các mạch máu, khiến các tĩnh mạch bị giãn. Xuất huyết do giãn tĩnh mạch thực quản gồm các yếu tố: gia tăng áp lực tĩnh mạch cửa, tăng áp lực trong lòng tĩnh mạch giãn, kích thước giãn tĩnh mạch, áp lực lên thành giãn tĩnh mạch. Khi xuất huyết do vỡ các búi giãn tĩnh mạch thực quản dẫn đến mất máu, sốc mất máu và có thể tử vong. Bệnh nhân chỉ có cơ may sống sót nếu được tiến hành cấp cứu kịp thời ở những đơn vị y tế kỹ thuật cao cùng với đội ngũ chuyên môn lành nghề. Dù vậy, tỷ lệ tử vong vẫn rất cao, từ 30 đến 40%, khoảng 60% còn lại sống sót sau một năm. Khi thấy trong người có các triệu chứng mệt mỏi, chán ăn, đau ở vùng gan, thì bệnh nhân cần đến bệnh viện hoặc các cơ sở chuyên gan khám ngay để biết rõ tình trạng sức khỏe của mình, từ đó có các biện pháp điều trị kịp thời. Khi bệnh nhân nôn ra máu nghĩa là tĩnh mạch thực quản bị vỡ, phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện để làm các biện pháp cầm máu. Các bác sĩ khuyến cáo, đối với bệnh nhân sơ gan nên thực hiện nội soi tiêu hóa định kỳ để phát hiện sớm các búi giãn tĩnh mạch thực quản, để điều trị dự phòng bằng thuốc chẹn beta giao cảm giác hoặc nội soi thắt tĩnh mạch thực quản dự phòng. Khi có dấu hiệu nôn ra máu, đại tiện phân đen, máu đỏ tươi, cần đến bệnh viện ngay để được cấp cứu kịp thời, tránh nguy hiểm đến tính mạng.